với tinh thần khẩn trương nghiêm túc các khung tập thực hành khá tốt các nội dung đề ra cơ sở vật chất vũ khí trang bị và tổ chức luyện tập theo đúng trình tự thủ tục nguyên tắc sát với thực tế chiến đấu và phương án đã được phê duyệt các lực lượng tham gia luyện tập đúng đủ thành phần chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo khắc phục khuyết điểm kịp thời điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các cấp sát với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.